Ngọc Trinh từng bị phạt về sai phạm biểu diễn xe phân khối lớn trước khi bị bắt tạm giam. Chiều mùng 9 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức cho biết đội cảnh sát giao thông đã phối hợp công an phường Thủ Thiêm làm việc với Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi. Ngọc Trinh đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vì vi phạm các quy định về lái xe mô tô phân khối lớn. Cụ thể Cô đã bị phạt vì nằm trên yên mô tô Ducati khi điều khiển và không có giấy phép lái xe cho mô tô có dung tích động cơ trên 175cc. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản về hai lỗi dựa trên Nghị định 100 và Điều 59 của luật giao thông đường bộ và tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng. Các chiếc mô tô Ducati màu xanh và đỏ mà Ngọc Trinh đứng tên và chạy để biểu diễn cũng đã bị tạm giữ. Hành vi vi phạm luật của Ngọc Trinh đã được lan truyền trên mạng xã hội qua các video trong đó cô thực hiện những động tác lái xe nguy hiểm và phản cảm. cô cũng đã đang hình ảnh bị thương sau khi gặp tai nạn trong quá trình biểu diễn xe Ducati. Cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật và lập biên bản xử phạt tương ứng.